mấy năm trước một chút 17 anh à. Bao nhiêu ạ? 17. Chuối năm trước 17 ngàn á hả? 17 ngàn, nên là trồng nhiều ấy. À. À, năm cái vụ vừa rồi có anh chị đã thuê như là trong Tân Lập á. À. 30 mẫu. 30 mẫu. Như chết mất người sao? Trời đất này, hai vợ chồng luôn. Hồi xưa như là bên đây cũng trồng tiêu luôn đúng không cô ha? À, cái bãi đất là bãi đất trồng chuối và là trồng tiêu đúng không cô? Đúng rồi. 5 sào rưỡi tiêu của. 5 sào rưỡi tiêu và chặt tiêu trồng chuối hả cô? Dạ. Yeah. Bên đây là chuối này, cũng chặt bỏ hết này. Theo cô đây cô nói thì bên đây là vườn chuối, ai vườn tiêu, hồi xưa cũng vườn tiêu 5 sào rưỡi hay 7 sào gì một tiêu bên đây. Và bên đây cũng là trồng tiêu. Đó các bạn. À, đây cũng tiêu nữa nè. Đó. Nhưng mà chặt hết rồi, chặt hết tiêu, bỏ tiêu rồi. Chỉ còn cái vườn của cô ở đây thì có tiêu này. Các bạn ha. Năm nay tiêu được giá thì không còn bao nhiêu cả. Đa phần là chặt hết tiêu rồi, trồng chuối các bạn. Đó, vàng đen của Đông Nam Bộ ha. Đó, giờ là nghiêng ngả hết rồi. Các bạn thấy nè. Đây, cái biểu tượng của sự sụp đổ cho cái chuối trong năm nay. Đó, mình bóp lại cho các bạn xem nè, giờ bẻ là gãy rồi. Đó, kín không mọi người. Đó, thấy không? Mình mới hái trái đây nè các bạn này. Đó, giờ bỏ hết các bạn, đâu có hái đâu. Mấy cái này cũng chín đây nè. Đó, mấy cái này cũng chín hết rồi. Đây các bạn này, gãy hết đây nè. Bỏ rồi. Mình chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV. Thì cách đây mấy bữa thì mình có quay cho các bạn xem một trong những cái hình ảnh mà gọi là có tin vui, có những tín hiệu vui đối với bà con trồng chuối ở tại Đồng Nai các bạn. Thì hôm nay kênh Trở Về TV đang có mặt tại xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha mọi người nhé. Ở khu vực này thì mọi năm vẫn trồng rất là nhiều chuối. Nhưng năm nay mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một cái câu chuyện gọi là cái căn bệnh nan y đã có từ rất lâu nay đối với ngành nông nghiệp Việt Nam đó các bạn. Thông thường á các bạn, cứ người dân cứ thấy là cây gì đang có giá trị thì chặt cái cây đang trồng đi, trồng cái cây có giá trị đó nha mọi người. Và năm nay ở ngay vị trí này mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một trong những bức tranh tổng thể đẹp nhất về cái câu nói đó các bạn ha. Thì mấy năm vừa rồi đó, khu vực này trồng nhiều tiêu lắm, nhưng mà do giá trị tiêu nó không có cao, không có cao các bạn, nên chuyển đổi canh tác qua trồng chuối nha. Trong năm nay tiêu đột ngột tăng lên tới 94.000 một ký, nhưng lại không có tiêu bán. Trong khi nha, chuối năm nay chỉ còn 1.000, 2.000, thậm chí 2-300 đồng một ký chuối. Và cái câu chuyện cực kỳ bi đát đã xảy ra. Chuối bây giờ thực sự các bạn trong khu vực này hình như là để hoang, để nó tự gãy hết mọi người. Bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn vào trong đây để chúng ta gọi là có một cái bức tranh nhìn, cái bức nhìn tổng thể nhất ở đây ha mọi người. Năm nay là chuối năm nay thất bại quá nhỉ. Hơn 1.000 một ký hả chị? Vâng, trong đấy có hơn 1.700. Đó là chuối xịn nhất hả? Hay là chuối ép? Chuối xịn nhất được là 2.000 với 3.000. Chuối kia, chuối ép á, là có 200 đồng một ký thôi. Bà nghe nói bà con trồng chuối ở Trảng Bom này tan nát dữ ha. Năm cái vụ vừa rồi có anh chị đã thuê như là trong Tân Lập á. 30 mẫu. Thế là ghê vậy. 30 mẫu. Trong Tân Lập ở trong phía trong này nữa hả? Vâng. 30 mẫu. Hết là kiểu rồi. Tấp quá. Hình như chết mất người sao? Trời đất ơi, hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng luôn đó hả? Hai vợ chồng thì thiệt. Trời đất ơi, mẹ ơi. Đây là những câu chuyện thực sự là quá bi đát các bạn, quá bi đát luôn ha. Đắng lòng, đau khổ cực kỳ. Tân Lập là trong đây đi vào hả chị? Trong đằng này chuối kè tôi lắm. Nhưng mà khổ nói nhiều nhà bây giờ ở trong khu vực này, sau này em thấy nhiều nhà bỏ tiêu mà trồng chuối. Năm nay tiêu lên giá mới là đâu này. Tiêu được 100 ngàn đúng không anh? 94 hay 95 ngàn gì một ký đấy. Nhưng chuối năm nay đã tan nát, thì giống đời kiểu gọi là căn bệnh nan y của nông nghiệp Việt Nam đã như vậy mà. Bao nhiêu năm nay rồi chứ đâu phải tới giờ đâu. Em vô đây mấy năm nhưng mà toàn trồng chuối.
mấy năm trước được, nhưng mà năm nay là nó thấp. Dạ, dạ, dạ. Mấy năm trước là chuối 17 anh à. Bao nhiêu ạ? 17. Chuối năm trước 17 ngàn á hả? 17 ngàn, cho nên là trồng nhiều ấy. À. Đấy, chuối năm, mấy năm trước là chuối 17 ngàn một ký. 17 xong 15. Hèn gì bà con đua nhau trồng chuối là phải rồi. 15, 12, chuối chợ là cũng được 7 ngàn. Vì cơ bản là chuối là thu hoạch nhanh, chỉ trong một năm là có thu hoạch rồi. Còn năm nay là chuối thì mới rẻ thôi. Dạ, dạ. Đấy, các bạn vừa nghe chị ở đây này. Một trong những người ở đây kỳ cựu chị vừa nói đây. Đó. Thì bây giờ đi ra sau thôi các bạn, đi ra sau tìm hiểu xem tình hình nông nghiệp hiện tại như thế nào các bạn ha. Đây cô phơi tiêu. Hồi xưa cô nhà mình là có ý định trồng tiêu, trồng chuối không cô? Thời xưa thấy người ta trồng chuối, nhà mình có ý định trồng chuối không? Không à? Dạ, không có nhân lực đúng không? Không có người làm đúng không? Dạ. Chứ mà có người làm cũng, tại vì mấy năm nay chuối lên giá quá trời. Thuế mà cô không có thuế. Dạ. Thuế nó bỏ được cô. À, cũng may là nhà cô không có nhân lực để làm các bạn. Nên cần vẫn giữ lại tiêu. Năm nay tiêu được giá. Hồi xưa như là bên đây cũng trồng tiêu luôn đúng không cô ha? À, cái bãi đất là bãi đất trồng chuối giờ là trồng tiêu đúng không cô? Đúng rồi, 5 sào rưỡi tiêu của. 5 sào rưỡi tiêu giờ chặt tiêu trồng chuối hả cô? Dạ. Thuê cho họ thuê rồi. Dạ. Bên này cũng trồng tiêu luôn cô. Còn dạ. Đó, còn mỗi nhà cô là có trồng chuối, ai trồng tiêu các bạn. Cho con đi ra sau tham quan vườn tí cho con nhé. Dạ. Đây các bạn này. Đó. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn trong những cái gọi là căn bệnh kinh điển của nông nghiệp Việt Nam. Đây là những cây tiêu nha các bạn ha. Đó, tiêu đây. Đấy, tiêu đây nha. Năm nay tiêu thì 94.000 một ký các bạn. Đó, bán tiêu phơi khô là 94.000 một ký ha. Nhưng mà ở đây khổ cái là bây giờ các bạn thấy này. Bên đây là chuối này, cũng chặt bỏ hết này. Theo cô ở đây cô nói thì bên đây là vườn chuối. Ai vườn tiêu, hồi xưa cũng vườn tiêu 5 sào rưỡi hay 7 sào gì một tiêu bên đây. Và bên đây cũng là trồng tiêu. Đó các bạn. À, đây cũng tiêu nữa này. Đó. Nhưng mà chặt hết rồi, chặt hết tiêu, bỏ tiêu rồi. Chỉ còn cái vườn của cô ở đây thì có tiêu này bạn ha. Năm nay tiêu được giá thì không còn bao nhiêu cả. Đa phần là chặt hết tiêu rồi, trồng chuối các bạn. Đó, vàng đen của Đông Nam Bộ ha. Này phơi khô màu đen nha mọi người. Đấy, chỉ còn cái ba nhà. Ở đây là ba nhà liên tục nha các bạn nha. Nhà miếng đất bên đây. Đó, đất ở giữa này. Và miếng đất bên đây. Thì hai nhà hai bên chặt hết tiêu, bỏ hết tiêu đi. Trồng chuối các bạn. Đó, còn đây này. Còn miếng ở giữa của cô này thì cô vẫn còn trồng tiêu. À, cũng là may mắn là do nhà không có người làm mọi người ạ. Chứ không phải là không muốn trồng chuối đâu. Bởi vì cơ bản những năm vừa rồi mọi người. Các bạn ạ. Thì tiêu còn mấy chục ngàn, 20-30 ngàn, 40 ngàn gì một ký à. Đa phần chuối có giá rất là cao. Nhưng mà năm nay thì các bạn thấy hình ảnh này. Chuối nè. À, năm nay tiêu lên tới 94 ngàn một ký. Nhưng mà chỉ còn nhà cô thôi có thôi. Cái này là do may mắn đó các bạn. Chứ không tính toán gì được đâu nha mọi người ha. Đó, cái này là do may mắn thôi. Không tính toán ha. Còn thì chuối hàng năm thì rất là cao, nhưng mà năm nay cái đợt gần Tết vừa rồi thì các bạn thấy chỉ còn 2.000 đồng là chuối xịn nhất. Và những cái chuối gọi là chuối ép á, thì còn 200 đồng một ký, 300 đồng một ký mà không ai mua. Đây các bạn thấy chuối nè, cái này là bỏ rồi, rễ cây là bỏ rồi. Các bạn ha, đây chín này trên cây luôn hay sao này. Ờ, chín trên cây luôn nè mọi người nè. Kiến kiến. Kiến. Quá trời kiến các bạn. Đây mọi người này. Đó, chuối ha. Đây các bạn này, chuối này.
chín trên cây luôn này các bạn này. Bỏ luôn cả buồng bứt thôi chứ làm sao nữa mọi người. Đó, chuối rất là ngon nha các bạn ha. Chuối này thực sự là rất phù hợp với các bạn nào mà tập gym. Đây mình lột ra cái chuối chín cây này cho các bạn xem này. Đó, rất là ngon ha. Đó, hàng xịn sò luôn chứ không phải là đùa đâu. Rất là thơm. Nhưng mà giá không được phải bỏ cả giá không được phải bỏ cả trái, cả buồn, cả bơn. Đó mọi người nè, chuối này. Xin mời các bạn nha. Thơm. Giống đời cái giống gì mà chín cây rất là thơm các bạn. Buồn này là chín cây nè. Bỏ giờ kiến nó bù vô nè. Tới những cái vườn như thế này các bạn có thể ăn tại vườn luôn. Rất là ngọt. Mình qua đây mình quay cho các bạn xem hình ảnh bên đây. Ở đây hồi xưa là 5 sào rưỡi tiêu các bạn. Chặt tiêu để trồng chuối. Các bạn thấy không? Đây chặt tiêu để trồng chuối này. Bây giờ này các bạn thấy nè. Chuối thì như thế này hết rồi. Chín cả buồng trên kia, các bạn thấy chín cả buồng luôn đó. Mình mới hái cho bạn xem trái đó. Đây, hệ thống bét tưới cho chuối luôn ha. Hệ thống bét tưới đàng hoàng. Đây các bạn thấy đầu tư nguyên dàn trồng chuối như thế này rất là nhiều tiền nha, chứ không phải ít đâu nha mọi người. Đây cái hệ thống đường ống đi nè, bét tưới nè. Đó, bét tưới rất là nhiều luôn. Tại vì vùng này các bạn thấy toàn đá ong không. Đây những cái tảng đá ong như thế này, vùng mà chẳng bom này rất là nhiều những cái tảng đá ong như thế này. Đó thì trồng chuối. Nhưng năm nay chuối thì như thế này. La liệt luôn. Bạn thấy giờ là bỏ hết cả vườn rồi các bạn. Đây có buồng kia ngon nè. Xíu chặt buồng nó về ha. Đó, 9 cây luôn nha mọi người ha. 9 cây luôn đó. Đây các bạn thấy nè. La liệt luôn. Nước vẫn còn rỉ luôn nha các bạn. Nước tưới vẫn còn rỉ kìa. Đấy, thực sự là căn bệnh nan y này tới bao giờ mới có thuốc chữa. Cũng chẳng trách bà con nông dân được các bạn ạ. Tại vì thực sự các bạn thấy cả hàng 5-7 năm trời tiêu không lên giá được thì bà con phải bỏ thôi. Nhưng khi mà người ta chọn cái loại cái cây ngắn ngày như cây chuối trồng 1-2 năm thì có quả thu hoạch liền. Đó. Nhưng mà bây giờ năm nay chuối thì các bạn thấy nè, nước tưới nè. Hệ thống nước tưới, bét tưới đàng hoàng nè, nước còn rỉ nè. Đầu tư nguyên cái dàn để tưới cây như thế này khá là tốn kém đấy, chứ không phải là ít đâu nha mọi người. Rồi chuối thì bây giờ bỏ luôn các bạn, bỏ luôn, nói chung là bỏ tại vườn luôn. La liệt liệt la luôn. Còn bên cạnh thì vườn tiêu năm nay đột nhiên lại ngon. 94.000 một ký. Giá rất là cao các bạn ha. Mà người dân Việt Nam cũng kỳ, thực sự là rất là kỳ. Hôm bữa mình có quay ở Trảng Bom, ở Bầu Hàm. Mình có lấy về mấy nải chuối. Khổ cho thì người ta kêu cái loại này bây giờ người ta bán đầy đường, ai ăn cái loại này nó mà khổ thật. Mày hồi xưa giống đời cứ mắc là thì khoái ăn đồ mắc cơ. Còn là bình thường, nếu mà cái chuối này nè các bạn này, nếu mà chuối này nha, khi mà lên giá mười mấy ngàn thi nhau mua ăn, độc lạ như thế đấy. Nhưng mà lúc nó rẻ thì lại kêu chuối rẻ không ăn. Mình cũng chẳng hiểu cái suy nghĩ như thế nào luôn. Đó, chuối đó. Đấy. Bao nhiêu hectare chuối ở đây? Đây, 5 sào rưỡi các bạn. Đó, giờ là ngã nghiêng ngã hết rồi. Các bạn thấy nè. Đây, cái biểu tượng của sự sụp đổ cho cái chuối trong năm nay. Hy vọng từ giờ đến cuối năm thì bà con cái giá cả, cái nhu cầu nó khác, giá cả nó lên. Có lên đó, giá cả trong những ngày vừa rồi thì có lên đó. Nhưng mà đây nè, mình muốn quay cho các bạn xem cái sự chuyển giao ha. Đây là một trong những gọi là cái căn bệnh nan y của ngành nông nghiệp Việt Nam trải qua rất là nhiều năm rồi, chứ không phải tới thời điểm này. Đó. Thì hôm bữa lúc nãy cô có nói đấy, cô bên này nói là hồi xưa ở đây nguyên dãy này là trồng tiêu hết, nhà cô đây. Nhà cô cũng trồng tiêu, nhà bên kế bên cũng trồng tiêu.
ở nhà này cũng trồng tiêu, nhưng mà hai bên đó, do trong quá trình những năm vừa rồi tiêu chỉ còn rất là thấp, 20-30 ngàn gì một ký đó, thì lại đồng loạt chặt tiêu đi trồng chuối các bạn ạ. Đó, nhưng mà năm nay tiêu lên 94 ngàn ký, chuối còn 200-300 đồng một ký thì như thế này luôn, bỏ luôn. Thu hoạch bây giờ đâu có làm gì được đâu mọi người, thu hoạch bây giờ chỉ có tốn tiền công lỗ luôn đây ha. À, mọi người 5-6 rưỡi ở đây ha. Cũng chẳng trách bà con nông dân được các bạn ạ, thực sự là không trách bà con nông dân được. Đó, thì lúc nãy như mình phân tích thì người ta chỉ biết kiếm tiền thôi, người ta đâu có nhiều tiền đâu đầu tư dài hạn các bạn. Đó, khi mà tiêu người ta đầu tư tiêu trong vòng bao nhiêu năm trời, ta không thu lại vốn, họ một năm không thu lời được bao nhiêu hết. Tại các bạn cứ nghĩ một cái quả tiêu nó rất là bé ha. À, bao nhiêu cột, bao nhiêu cái cọc tiêu như thế này thì mới được một ký, thí dụ như vậy. À, theo mình được biết hình như là một cọc tiêu như thế này nè là như là được 10 ký là có năng suất đấy. À, thì một năm trời như thu hoạch được có một lần rồi các bạn. Chuối thì được rất là nhiều lần. À, đây là cái biểu tượng cái sự vẹo rã trong năm nay, rất là mệt luôn. Đây mình qua mình quay cho bạn xem lại cái bùn chuối này, là cái bùn chuối chín cây luôn. Đó, chín ở trên cây luôn nè. À, vàng rồi nè. Đó, mình bóp lại cho bạn xem nè, giờ bẻ là gãy, đó kín không mọi người. Đó, thấy không? Mình mới hái trái đây nè các bạn này. Đó, giờ bỏ hết các bạn, đâu có hái đâu. Mấy cái này cũng chín đây nè. Đó, mấy cái này cũng chín hết rồi. Đây các bạn này, gãy hết đây nè. Bỏ rồi. Hàng này hàng xuất không được nữa. Kín không như thế này. Cái này muốn trở về thì phải lấy chai xịt kín xịt cho nó đi hết rồi xong mới trở về được. Đó. Còn ở bên kia nữa, bây giờ mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem nữa. Bên kia là đang cố gắng vun lại mọi người. Đây. Cô này may mắn là do nhà không có người. Đó, nhà không có người làm nên vẫn để tiêu ở đây nha mọi người nha. Đó, vẫn để tiêu nè. Ngày hôm nay lại trúng. À. Còn bên đây nữa nè các bạn này. Bên đây hồi xưa trồng tiêu. Nhưng mà bên đây diện tích đất hình như là rộng hơn. À, đó. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì chuyển qua trồng chuối. Đợt vừa rồi chắc là bỏ luôn nè. Đợt vừa rồi chặt bỏ nè. Đang đợi lên cây ép nè. Cây ép lúc hôm bữa mình có phân tích cho bạn nghe tại thế nào là cây ép, thế nào là cây mô. Chuối trồng cây lần đầu tiên nó gọi là cây mô các bạn ha. Đó, thì cái cây con mọc lên thế này người ta gọi là cây ép nha mọi người. Tại sao nhà này lại buộc những cái dằn bằng những cái vải màu trắng lên cây chuối như thế này nhỉ? Nhìn kinh nhỉ? Các bạn thấy không? Đấy, thì vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một bức tranh, gọi là bức tranh toàn thể nhất như hình ảnh về nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện tại các bạn. Đó, thì xa xa kia, đó là những cây chuối đã bị chặt bỏ các bạn ha. Còn trước mặt chúng ta là hai cái cọc tiêu ở đây. Đấy, thì hôm bữa mình có nói là ngành nông nghiệp Việt Nam giống như đang chơi bài cào các bạn, hên và xui ha. Đó, thì nhà cô này hồi xưa thực sự là cô cũng muốn trồng chuối nhưng không có người. Không có người các bạn, không có người để làm chuối. Do đó cô vẫn đành giữ lại tiêu. Còn bên kia có người làm chuối rồi thì bao nhiêu hecta, bao nhiêu xào gì đấy. Bên này nữa, hai bên luôn. Hai bên đã chặt bỏ tiêu và trồng qua chuối. Đấy, thì đây là một bức tranh rất là đẹp. Đó, phản ánh hiện tại thực tế nhất của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn này. Chuối bên kia, tiêu bên đây các bạn. Hên và xui nha mọi người nha. Đó, thật sự là mình cũng không biết là khuyên bà con như thế nào các bạn ạ. Tại vì bà con cũng có sự suy nghĩ riêng. Tại vì mình không làm nông thì mình không biết được. Đó, trong những giai đoạn vừa rồi thì tiêu này được bao nhiêu giá đâu. Đó, xong khi chuối lên cao. Đó, thì tiêu năm nay được giá là chuối lại mất giá 200-300 đồng, 1.000-2.000 đồng một ký, phải chặt bỏ hết hoàn toàn luôn. Đấy các bạn, nhất là những cái là cái vườn chuối bên đây nè. Hôm nay mình đã quay cho bạn xem, nhất là cái vườn chuối này mới gọi là kinh khủng khiếp. Nói chung là không thu hoạch để gãy rồi, chuối chín trên cây luôn các bạn. Đó, nhưng mình thích nhất là cái cảnh này. Cái hình ảnh này là hình ảnh rất là đẹp.
đó phản ánh rất là thực tế về cái ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Đang chơi bài cào, thực sự đang chơi bài cào, hên và xui các bạn. Nói chung là bốc được quân nào đẹp thì là hên, còn bên kia bốc trong thời điểm sai là xui thôi. Đó, mong sao thì từ giờ đến Tết, trong những thời gian sắp tới thì mọi cái gọi là hợp đồng sẽ được ký kết và ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ luân chuyển nhiều hơn. Đó, giá cả sẽ hợp lý hơn để giúp cho bà con có thể vượt lại những cái khó khăn trong giai đoạn vừa rồi ha. Đấy, thì nếu thấy video hay thì các bạn nhớ tặng cho kênh Trờ Việt TV xin một nút subscribe, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo kênh Trờ Việt TV nhé.